chương 91, thiên phủ hộp đêm văn hóa. Bạch Hạo sửng sốt một chút, tầng mặt là kẻ ngu sao. Vấn đề này rất hiển nhiên tốt a. À? Ngươi gặp qua nhà kia phú nhị đại ai quy có vấn đề. Lập nghiệp có phong hiểm cho dù là người bình thường đều biết, tầng mặt dạng này phú nhị đại chẳng lẽ lại không biết. Nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là đề một miệng, đồng thời liền công ty hình dạng đều không nhìn thấy, đối phương thì lựa chọn tin tưởng chính mình, đồng thời hứa hẹn đầu tư 300 vạn. Loại cảm giác này tại Bạch Hạo xem ra có chút mộng huyễn, hắn vốn cũng không có ôm lấy bao lớn hy vọng, dù sao hai người mới chỉ gặp qua một lần, dù là đổi lại là hắn, hắn đều muốn suy nghĩ một chút, dù sao 300 vạn thật là một khoản đầu tư không nhỏ. Cảm tạ tín nhiệm, ta có thể cho ngươi cam đoan, nếu như hạng mục này xuất hiện hao tổn, ngươi có thể lập tức rút vốn. Bạch Hạo nói nghiêm túc. Hắn hiện tại là thật đem tầng mặt coi như là bằng hữu của mình, thời đại này chỉ dựa vào một cái miệng đã không có thế hành tẩu thiên hạ, dựa vào cái này tìm đầu tư càng là lời nói vô căn cứ. Nếu quả thật thành, điều này nói rõ đối phương càng nhiều hơn chính là tín nhiệm đối với ngươi. Loại này tín nhiệm là phi thường trân quý nhất. Lập nghiệp có phong hiểm, điểm ấy ta cũng không phải không biết, không cần cho ta làm đặc thù, 300 vạn mà thôi, thật không nhiều, coi như thua lỗ cũng không có gì. Tần mặt cười đáp lại, hắn tự nhiên nhìn ra được bạch hạo biến hóa. Đồng thời quan hệ của hai người cũng triệt để đột phá đến hảo hữu quan hệ, thậm chí đã đã tăng tới 75 điểm trình độ. Bạch hạo gật đầu, hắn không nói gì nữa, sau đó tần mặt đề nghị, ta hiện tại đem tiền chuyển tới ngươi trong chương mục. Không vội, chờ cuối tuần thời điểm ta mang ngươi đến cái kia công ty đi vòng vòng, sau khi xem lại nói, nếu là cảm giác không thích hợp, tùy thời có thể lui ra. Bạch Hạo lắc đầu. Cũng được. Tần mặt gật đầu, dù sao đến lúc đó liền hợp đồng cùng một chỗ ký vừa tốt. Đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi một cái khác đối tác, cũng là ta một bằng hữu, thuần chính A phê, tin tưởng các ngươi cần phải rất hợp. Bạch Hạo ôm Tần mặt bả vai cười nói. Vậy thì tốt, Tần mặt cười đáp lại, dù sao nhiều người bằng hữu nhiều con đường, tiền đề người bạn kia không phải bạn bè không tốt. Quán ba đi lên. Hôm nay ta đến an bài, ta hiểu rõ quán ba, bên trong muội tử ngoan cực kỳ. Bạch Hạo cười hiếp mắt đề nghị. Đừng nhìn thiên phủ là mới thành thị cấp 1, nhưng nếu bàn về sàn nhảy bầu không khí, bên này thậm chí đã siêu việt ma đô. Thiên phủ hộp đêm chủng loại phong phú, mà lại phong cách phía trên cũng có rất nhiều có thể chọn tính, cũng tỉ như thiên phủ nổi danh nhất Playhouse tiệm này bên trong muội tử có thể nói là khá nhiều, chất lượng cũng rất đỉnh cuối tuần rồi nói sau, hôm nay ta thế nhưng là cúp học chạy ra đến, buổi tối không quay lại đi sợ là có chút khó làm. Tần mặt cười lắc đầu. Vậy được đi. Bạch hạo một bộ đáng tiếc ngữ khí. Không có chuyện gì ta liền đi trước, cuối tuần liên hệ. Tần mặt khoát tay nói. Không có vấn đề, trên đường chậm một chút. Bạch hạo một mực đưa đến tần mặt lên xe, sau đó hai người vẫy tay từ biệt. Tần mặt lái AMG GTR Pro rời đi ngọc báo. Chi Lan. Sau 10 phút, hắn tìm được một nhà đông bắc quán đồ nướng, đem AMG GTR Pro dừng ở ven đường, hắn đi vào trong điếm muốn 10 cân tôm nhỏ, sau đó lại điểm một chút đồ nướng, những thứ này tuyệt đối đầy đủ bốn người bọn họ ăn. Thì Ngọc Chi Lan điểm này đồ ăn lượng căn bản không thỏa mãn được hắn, thậm chí thì liền lưỡng dạ đều không đạt tới, tầng mặt biểu thị cái này rất Michelin. Các huynh đệ nói thế nào? Có hay không sự tình? Tần mặt tại thùng nước rửa chén tứ hiệp trong nhóm phát cái tin tức. Kim triết, không có được vấn đề, có ta ở đây, vững vàng. Dương Tinh, ok. Tô Thức, vững vàng việc thớt. Tần mặt yên tâm, xem ra ca mấy cái làm việc vẫn là rất đáng tin, lại qua khoảng 20 phút, hắn muốn 10 cân tôm nhỏ rốt cục tốt, 5 cân thập tam hương khẩu vị, 5 cân tê cây khẩu vị, có thể nói thực hiện tôm nhỏ tự do. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, hắn muốn đồ nướng cũng toàn bộ đánh gói kỹ, tổng cộng hoa năm 36 nguyên, trả tiền sau khi thành công, hắn trực tiếp đem lần này đồ vật đặt ở cốc sau bên trong, miễn cho đợi chút nữa tôm nhỏ bên trong nước canh vẫy vào tay lái phụ phía trên. Tới gần lúc 10 giờ, tầng mặt rút cục trở lại thiên phủ đại học, tìm tới chỗ đậu xe, dập tắt động cơ, sau đó đem bên trong cóc sau đồ nướng cùng tôm nhỏ đem ra. Hòa tàu, 17 tấm bài ngươi có thế dây ta? Ngươi có thế miễu sát ta? Ngươi hôm nay có thế 17 tấm bài đem ta dây, ta tại chỗ. Tầng mặt mới vừa đi tới cửa túc xá, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến kim triết thanh âm. Cái này lời thoại làm sao như thế quen tai. Tầng mặt nghi ngờ dưới, sau đó hắn đẩy ra cửa phòng ngủ vừa tốt nhìn đến kim triết trong máy vi tính truyền đến một tiếng máy bay. Nguyên lai like là kim triết tại đấu địa chủ. Trác. Kim triết người tê. Ha 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 ha. Dương tinh cùng tô thức tại phía sau hắn tại chỗ cười phun. Tình huống như thế nào? Tần mặt cũng cười, cái này không kinh điển phục khắc sao? Lão tam ngươi trở về rồi. Mấy người nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại. Không phải vậy đâu. Tần mặt cười nói. ngoại tào, nhiều như vậy. Kim Triết nhìn đến tầng mặt trong tay đồ vật mắt bốc kim quang. Nhiều như vậy có thể ăn hết sao? Dương Tinh cũng bị giật nảy mình, những thứ này tôm nhỏ đoán chừng phải có 10 cân, hơn nữa còn có đồ nướng. Nhất định, ăn không được giao cho lão đại. Tần mặt cười nói. Bàn về lượng cơm ăn, liền hắn tại kim triết trước mặt đều phải cam bái hạ phong. A rống đông bắc đồ nướng. Lão tam ngươi rất hiểu A. Kim triết một mặt kinh hỉ, ngửi mùi vị kia liền biết, tuyệt đối là chính tông đông bắc đồ nướng. Có thể nói, luận đồ nướng cái này một khối không có cái nào tỉnh là đông bắc đối thủ chỉ là một cái lưu tỉnh thì phân ra mấy cái đồ nướng lưu phái có thể xưng biến thái vị đạo có thể mấy người thưởng thức qua sau đều là cho ra tốt bình luận nghĩ không ra tại thiên phủ còn có thể ăn vào chính tông đông bắc đồ nướng tuyệt kim triết một bên ăn một bên tán thưởng còn phải là ngươi a à, kim triết giơ ngón tay cái lên đúng rồi lão tam ngươi vừa mới ra ngoài đi làm cái gì rồi dương tinh hiếu kỳ dò hỏi đoạn thời gian trước ta không phải đang nghiên cứu lập nghiệp sự tình à, có chút mặt mày. Tần mặt đáp lại. Internet. Dương tinh càng thêm tò mò. Từng. Tần mặt gật đầu, sau đó lột ra một cái tôm nhỏ bỏ vào trong miệng. Thật làm. Kim triết cùng tô thức cũng mười phần kinh ngạc, năm thứ nhất đại học thì lập nghiệp, đây là cái gì thần tiên? Đương nhiên. Tần mặt khẳng định đáp lại. Cụ thể phương hướng đâu? Dương tinh rõ ràng càng hiểu bên trong môn đạo, tiếp lấy dò hỏi cùng loại võng hồng kinh tế công ty. Tần mặt không có dấu diếm, huống chi loại chuyện này cũng không có cần thiết dấu diếm. Cái này đầu tư cũng không nhỏ a, à, Dương Tinh kinh ngạc, nếu như là truyền thông công ty còn đỡ một ít, tiền kỳ cơ bản đầu tư cái mấy chục vạn liền có thể giải quyết, tuy nhiên lợi nhuận không rõ ràng, nhưng thắng ở sẽ không thua thiệt đặc biệt nhiều. Nhưng võng hồng kinh tế công ty thì không đồng dạng, không chỉ có phải có tài nguyên, mỗi cái đoàn đội chi tiêu cũng mười phần dọa người, cơ bản tiền kỳ không có cái mấy trăm vạn lật tẩy căn bản không có khả năng thực hiện mà lại nếu như là mới mở công ty, không có bất kỳ cái gì tài nguyên tình huống dưới, bồi dưỡng người mới không thể nghi ngờ là càng lớn một khoản chi tiêu. Chương 92, Tân Thời Cao Ốc Dù sao công ty luôn không khả năng đem bảo bối đều đặt ở trên người một người A. Phổ biến tung lưới nhiều liễm cá là cơ bản thao tác, nhiều người như vậy bồi dưỡng phí dùng chung vào một chỗ cũng không phải là bình thường người có thế thừa nhận được. Bất quá những thứ này hao tổn sau cùng đều sẽ tính tại bị bồi dưỡng trên thân thể người. Dù là đằng sau người mới này thành công phát hỏa, hắn có thể có được lợi nhuận cũng là có hạn, đầu to vẫn tại công ty bên này. Điểm ấy tại bọn họ ký kết kinh tế ước thời điểm đều sẽ viết ở phía trên, dù sao công ty tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, bồi dưỡng một người cần có tài nguyên có thể không có chút nào thấp. Không thể phủ nhận, một cái thành công võng hồng kinh tế công ty lợi nhuận là phi thường khả quan. Cũng tỷ như đậu âm phía trên xếp hàng thứ nhất MCN không lo truyền thông, dưới cờ nghệ sĩ đột phá hơn 900 vị, toàn bộ mạng lưới vang càng là đạt đến kinh khủng 13 ức nhiều dùng một ngày thu đấu vàng đều không đủ lấy hình dung công ty này lợi nhuận năng lực. Tần mặt cũng rất tán đồng Dương Tinh, hắn trước đó cũng không có nghĩ qua một nhà võng hồng kinh tế công ty vậy mà cần lớn như vậy chi tiêu. Kim Triết cùng Tô Thức nhìn lấy hai người giao lưu có chút không chen lời vào, dù sao những thứ này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, thật sự là lớn não CPU rất không lên A. Lão Tam ngươi chuẩn bị đầu nhập bao nhiêu? Dương Tinh tiếp tục hỏi thăm. 300 vạn. Dương Tinh nhìn lấy tầng mặt so với ba cái ngón tay, thăm dò tính hỏi thăm từng tần mặt gật đầu mấy người hợp tác dương tinh lần nữa hỏi thăm ngươi rất thông minh ba ba rất vui mừng tần mặt cười nói dương tinh im lặng sau đó tần mặt đem liên quan tới công ty tổng tiền tài để lộ ra đến trong nháy mắt đem kim triết ba người rung động đến cái này bằng tốt nghiệp đối với ngươi mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì kim triết cảm khái một tiếng người khác lên đại học cũng là vì cầm tới tốt một chút bằng cấp hy vọng có thể tại tương lai tìm tốt một chút công tác thế mà đối tầng mặt tới nói cũng là một tờ giấy lộn mà thôi thậm chí còn là ném xuống đất đều chẳng thèm ngó tới cái chủng loại kia có một chút ngươi nói đúng lên đại học đối với ta đến càng nhiều hơn chính là một loại thể nghiệm dù sao không có đi học đại học nhân sinh là không hoàn chỉnh tầng mặt cười nói bằng cấp thứ này với hắn mà nói còn thật không trọng yếu coi như hắn không có đạt được hệ thống kết quả cuối cùng cũng là trở về kế thừa gia nghiệp một bên dương tinh không khỏi gật đầu hắn cũng là tình huống giống nhau cho nên tràn đầy cảm xúc đối với bọn hắn loại này nhị đại tới nói, vô luận cái gì bằng cấp, sau cùng phương hướng đều là kế thừa gia nghiệp, trừ phi ngươi có thể sáng tạo một cái càng thêm sản nghiệp khổng lồ. Kim Triết cùng Tô Thức nghe nói như thế không khỏi hâm mộ, sau đó Kim Triết trêu chọc nói, người so với người làm người ta tức chết, phạt trụ. Không sai, phạt trụ, vậy mà để hắn trang đến. Dương Tinh cũng ở một bên ồn ào. Chơi như thế nào chơi thì truyền hạt cát. Tần mặt nhất thời đậu đen rau muốn. Ngươi đừng quản, phạt trụ. Kim Triết tiếp lấy trêu chọc các ngươi không giảng võ đức. Tần mặt tuy nhiên trong miệng đậu đen rau muống, nhưng vẫn là khó chịu một miệng. Mấy người mãi cho đến tắt đèn mới kết thúc chiến đấu, tôm nhỏ CD, đồ nướng còn dư một số, thì liền kim triết đều biểu thị không ăn được. Hôm sau, mấy người sớm tỉnh lại, đem đêm qua chiến đấu dấu vết quét sạch sẽ, sau đó thì hướng về phòng ăn phương hướng tiến đến, dù sao ăn bữa sáng mới có sức lực đi lên lớp. 10 giờ sáng, tiết thứ nhất giảng bài kết thúc, tần mặt nhìn lấy bi chắc phía trên hảo hữu tăng thêm có chút bất đắc dĩ, đều đã vượt qua hơn 100 cái. Trường học cường tạo nên tác dụng, hơn nữa còn là đại tác dụng, cái số này còn tại tăng lên. Tần mặt biểu thị đây không phải đang dẫn dụ hắn phạm tội sao? Người sợ nổi danh heo sợ mập còn thật không sai. Tần mặt tự nhủ. Lão Tam ngươi nói thầm cái gì đâu? Kim Triết quay đầu nhìn tần mặt liếc một chút, bởi vì mấy người ngồi phía trước hàng sau, cho nên hoàn toàn có thể nghe được rõ ràng. Phi tử nhiều lắm, hắn hiện tại cảm nhận được mỹ nữ ba nghìn cảm giác. Dương Tinh treo chọc nói hắn ngồi tại tầng mặt bên cạnh, biết thấy minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trường học tường. Kim Triết cũng đoán được. Dương Tinh khẳng định gật đầu, Kim Triết nhất thời một mặt hâm mộ, thì liền một bên tô thức cũng là như thế. Cái này ánh mắt gì? Tầng mặt im lặng. Ngươi sinh ta mộng. Kim Triết chân thành nói. Sáu. Tầng mặt còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là đơn đi một cái sáu. Rất nhanh đến trưa, cơm trưa thời điểm, Tần mặt trên điện thoại di động nhìn lên vũ bạc các ngành chính liệt kê đồng hồ, lần trước liếc hạo trên tay khối kia hình xăm nhị đại không tệ, tạo hình thiết kế cũng rất nổ, hắn cũng chuẩn bị làm một khối chơi đùa. Dù sao mới mấy chục vạn mà thôi, hoàn toàn thì là chuyện nhỏ. Cuối cùng hắn chọn trúng cùng bạch hạo cùng khoảng biết ban hệ liệt 418. OX 5108 RX 1064 MXM20 Sau đó hắn kiểm tra một hồi vũ bạc tại thiên phủ cửa hàng, quốc kim trung tâm hắn chuẩn bị tuần lễ này đem hợp đồng chuyện đã định, sau đó đi chuyến quốc kim trung tâm, dù sao hắn hiện tại chỉ có hai khối đồng hồ, quá duy nhất. Mấy cái ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, hôm nay là thứ bảy, Bạch Hạo buổi sáng lúc 10 giờ thì phát tới tin tức, mời hắn cùng một chỗ tiến về nhà kia chuẩn bị tiếp nhận công ty. Tần mặt tự nhiên không có vấn đề, mặt chỉnh tề, cầm lấy dê 770R chìa khóa thì ra cửa. Công ty này vị trí ở vào cẩm tú đại đạo tân thời cao ốc, khoảng cách thiên phủ đại học cũng liền mười mấy phút lộ trình. Mười điểm chừng bốn Tần Mặc đến chỗ cần đến, hỏi thăm qua về sau, rốt cục tại tân thời cao ốc cửa tụ hợp, tại Bạch Hạo bên cạnh còn đứng lấy một người mặc tùy ý người trẻ tuổi. Vương Thần. Tuổi tác, 18. Nhan trị, 79. Thân cao, 176cm. Thể trọng, 60kg. dáng người, 73. Hảo cảm độ, 61. Quan hệ, người xa lạ. Tần mặt mắt nhìn người trẻ tuổi kia tin tức, đoán chừng đây chính là Bạch Hạo cùng hắn nói một cái khác đối tác lão tần ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta bạn thân vương thần, cũng là ta nói đối tác một trong. Bạch Hạo giới thiệu. Ngươi tốt, tần mặt. Tần mặt cười vương tay. Vương thần. Vương thần không có giá đỡ, vương tay cùng tần mặt nắm chặt lại, một miệng lưu loát thiên phủ lời nói, nhìn qua mười phần vui cảm giác. Đi thôi chúng ta đi lên xe một chút, nói thật lúc đó nhìn thứ nhất mắt ta thì động tâm, tất cả mọi thứ đều đã làm xong, thì liền đoàn đội đều đã làm tốt, có thể nói chỉ cần tiếp nhận lập tức liền có thể bắt đầu vận doanh. Bạch Hạo nói ra. Sau đó mấy người ngồi thang máy, đi vào lầu 18, toàn bộ công ty diện tích đạt đến 634 bình, chỉ là một năm tiền thuê liền đem gần 40 vạn. Tần mặt rốt cục thấy được công ty này, sửa sang phương diện dùng 10 phần to gan thiết kế, càng thêm phù hợp người tuổi trẻ tiêu chuẩn thẩm mỹ, trước cửa còn bày biện một cái một người cao cao đến nhân vật. Tần mặt nhìn sau gật đầu, khó trách Bạch Hạo sẽ động tâm, sửa sang phong cách xác thực đỉnh cấp, một vị chừng 40 trung niên nam tử đối diện đi tới. Hắn cũng là công ty này đương nhiệm lão bản. Bạch Hạo chủ động giới thiệu. Chương 93, Hàm vận truyền thông công ty. Người tốt, Lý Đông. Vị lão bản kia nhìn qua 37-38 tả hữu niên kỷ, dáng người có chút biến dạng, bất quá nhìn qua cho người ta một loại bây giờ cảm giác. Tục xưng người thành thật. Nói đùa mà thôi, có thể lăn lộn đến cái này giá trị con người, làm sao có thể sẽ có người thành thật. Tần mặt. Tần mặt cười cùng Lý Đông nắm lấy tay. Ha ha, thật sự là tuổi trẻ tài cao a, cái tuổi này thì đi ra lập nghiệp thật là khiến ta bội phục, không giống ta, lúc trước ta tại các ngươi cái tuổi này còn tại cả ngày nghiên cứu yêu đương đây. Lý Đông tự mình điều khẳng xuống. Chẳng qua là thụ trong nhà ảnh hưởng nhiều một ít mà thôi. Tần mặt lắc đầu cười nói. Lý Đông nghe xong, không khỏi đối tần mặt coi trọng mấy phần, tần mặt nói không sai, đây là gia đình ảnh hưởng mang đến tư duy cùng nhãn giới phía trên khác biệt. Tần tiểu ca quá kiêm nhường. Lý Đông cười đáp lại, sau đó hắn mang theo mấy người tiến vào nội bộ công ty, Công ty này tên là Hàm Vận Truyền Thông, bên trong thiết bị thành Như Bạch Hạo nói như vậy, tiếp nhận về sau lập tức liền có thể trực tiếp vận doanh lên. 634 bình ô không gian bên ngoài lớn, nhưng đều bị rất tốt lợi dụng, không có có dư thừa để đó không dùng không gian, quy hoạch vô cùng hợp lý. Lý Đông đối với công ty này hẳn là bỏ ra rất lớn tâm huyết, nhưng không biết sao trong nhà xảy ra chút sự tình, bất đắc dĩ mới có thể đem công ty này chuyển nhượng. Công ty này cùng sở hữu hai đại bản khối, giải trí cùng điện thương nghiệp đều đã chia cắt ra đến, vận doanh tổ video tổ, nghệ sĩ tổ cùng thương vụ tổ cũng đều toàn diện phân phối đầy đủ, thì liền nhân viên đều đã thông báo tuyển dụng hoàn tất. Một cái chuyên nghiệp MCN cơ cấu không chỉ cần phải có phú năng huấn luyện, tài khoản vận doanh, nội dung chế tác, thương vụ kết nối còn muốn có PR quan hệ xã hội. Mà nhà này hàm vận truyền thông hết thảy đều có, thậm chí đều đã ký hợp đồng mấy vị tại đậu âm phía trên nắm giữ mấy vạn fan võng hồng. Bên này là giải trí bản khối, tất cả phòng trực tiếp đều là dính liền nhau, nhưng cách âm phi thường tốt, tầng mặt ba người đơn giản mắt nhìn, tất cả phòng trực tiếp đều là bố trí tỉ mỉ qua. Đi theo ta, ta hiện tại mang các ngươi đi điện thương nghiệp khu vực nhìn một chút. Lý Đông tiếp tục vì mấy người dẫn đường. Chừng nửa canh giờ, ba người đem trọn cái công ty đều nhìn một lần, tổng thể phương diện đều rất không tệ, tiếp nhận xuống tới hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Thế nào lão Tần? Bạch Hạo hỏi thăm Tần mặt ý kiến, ý nghĩ của hắn vẫn luôn không thay đổi, công ty này tuyệt đối 10 phần có tiềm lực. Cảm giác không tệ, ta có thể nhìn xem các ngươi ký kết nghệ sĩ bản danh sách sao? tần mặt đầu tiên là trả lời bạch hạo vấn đề, sau đó lại hỏi thăm một chút lý đông. tần mặt đơn giản nhìn xuống, ba người này hắn cũng không có ở đậu âm phía trên soát đến qua, sau đó hắn đem ký kết bản danh sách trả lại lý đông, theo rồi nói ra, ta cảm thấy không có vấn đề. bạch hạo tự nhiên vô cùng kinh hỉ, sau đó mấy người cùng lý đông đi vào hắn khu vực làm việc, cẩn thận thương thảo một số công ty chuyển nhượng chi tiết. mãi cho đến buổi chiều một chút, mấy người mới rốt cuộc thương thảo hoàn tất, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trên miệng hiệp nghị cụ thể chuyển nhượng còn cần đợi đến thứ hai đến công thương thay đổi công ty cổ phần cùng cổ đông. Ta sẽ không tiễn mấy vị, chúng ta thứ hai buổi sáng cục công thương gặp. Lý Đông đem mấy người đưa ra công ty. Cuối cùng quyết định. Bạch Hạo hưng phấn nói. Trần Tường con chó kia er bố khỉ, muốn không phải hắn lui ra chúng ta đã sớm tiếp thủ. Vương thần kinh bỉ hừ một tiếng. Cái kia Trần Tường cũng là lúc đầu cái thứ ba đối tác, kết quả nửa đường đổi ý. Tiền là người ta, đổi ý cũng không kỳ lạ. Bạch Hạo lắc đầu, hắn sách rất rõ ràng, dù sao không có vĩnh viễn, viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn, viễn lợi ích. Lần này còn nhờ vào mặt ca, bằng không uổng phí hết một cái cơ hội tốt. Vương thần tiếp tục nói. Vẫn là gọi ta lão tần đi, đều là người đồng lứa gọi ca nghe khó chịu, huống chi ta vẻn vẹn chỉ xuất tư một phần năm mà thôi. Tần mặt mà cười cười lắc đầu. Lời nói không phải như vậy nói, nếu là không có ngươi cái này 300 vạn, chúng ta thật chuẩn bị từ bỏ. Bạch Hạo lắc đầu. Hai người bọn họ tuy nhiên cũng là nhị đại, nhưng nhà tiền bên trong cũng không về bọn họ trưởng khống, cho nên trong nhà cơ bản sẽ không cho bọn họ xuất ra quá nhiều tiền. Đến mức những cái được gọi là bằng hữu, ở thời điểm này ngươi cơ bản nhìn không thấy bóng của bọn hắn. Không nói những thứ này, số thẻ phát cho ta, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Tần mặt không có trong vấn đề này xoắn suýt, mà chính là nói sang chuyện khác. Bạch Hạo lần này không có cự tuyệt, đến mức cổ phần hợp đồng, chỉ có thể chờ đợi đến thứ hai thời điểm. Sau đó tần mặt đem 300 vạn đánh tới Bạch Hạo tài khoản, hắn thẻ trong nháy mắt chỉ còn lại có hơn 700 vạn, bất quá tầng mặt không lo lắng chút nào, dù sau 3 tháng 200% lợi nhuận, rất nhanh liền có thể trở về bản thậm chí kiếm một món hời. Hắn hệ thống tiêu phí số tiền cũng theo trong nháy mắt tăng lên 300 vạn. Ok, ngươi ra một chút. Tần mặt đem chuyển khoản ghi chép cho Bạch Hạo nhìn thoáng qua. Bạch Hạo tự nhiên tin tưởng tần mặt làm người, vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, vậy liền quá xa lạ, buổi tối Playhouse đi lên, cái này dư phê mời. Khống kiếp dọc, ta phỏng vấn một A, Ngươi là làm sao có thể nói ra những lời này?" Vương Thần cười mắng. "Ha ha 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 ha." Tần Mặc nhịn không được cười, thật sự là ngày này phủ giọng điệu quá vui cảm giác. Sau đó Bạch Hạo hỏi thăm một chút Tần mặt buổi chiều có kế hoạch gì, Tần mặt đem chính mình chuẩn bị đi quốc kim trung tâm mua khối Hublot đồng hồ sự tình nói ra. "Lão Tần ngươi cũng ưa thích Hublot?" Bạch Hạo tự hồ tìm được đồng loại, một mặt dáng vẻ hưng phấn, liên quan tới Hublot cái này nhãn hiệu, nó thiết kế ngôn ngữ khoa trương tiền vệ, nhan trị cái này một khối tuyệt đối là kháng đánh Duy nhất đáng giá lên án điểm cũng là hắn bị giảm giá trị vẫn có chút nhanh, trên cơ bản đều thuộc về nhảy lầu giống như bị giảm giá trị. Cho nên một số người lựa chọn cái này nhãn hiệu ưu trước tiên nghĩ đều là nhị cấp thị trường, dù sao tới tay thua thiệt một nửa, luận tính so sánh giá cả đương nhiên là nhà nhị cấp thị trường thích hợp hơn. Nhưng đó là đối với cân nhắc tính so sánh giá cả người mà nói, tần mặt cần muốn cân nhắc sao? Mấy chục vạn mà thôi, cũng liền không đến hai tháng chút phút kim, hoàn toàn cũng là con tôm nhỏ cấp bậc mà lại hắn cũng không định bán, đơn thuần vì ưa thích mà tính tiền lần trước nhìn ngươi mang cái kia khoản cũng không tệ lắm. Tần mặt cười nói. Tiếp ban hình xăm nhị đại. Bạch hạo hỏi. Ừm, tại võng thượng nhìn cái kim khoản. Tần mặt đáp lại. Công giá tiếp cận 51 vạn cái kia khoản. Bạch hạo nghe tần mặt nói lên giày chui, nhất thời nhớ tới là cái gì khối bề ngoài khoản. Không sai. Tần mặt gật đầu. Ưu tiên quan phương cửa hàng vẫn là nhị cấp thị trường. Bạch hạo hỏi tiếp. Đương nhiên là quan phương cửa hàng, người khác mang qua đồ vật ta không quá ưa thích. Tần mặt lắc đầu. Ha ha, người trong đồng đạo. Bạch Hạo cười ha ha nói. Hơn 50 vạn vì cái gì không tuyển chọn Rolex, vô luận là bảo đảm giá trị tiền gửi vẫn là nhãn hiệu sức ảnh hưởng đều muốn so Hublot mạnh. Vương thần nghi hoặc, hắn thì so sánh Rolex, so sánh với Hublot khoa trương, vẫn là Rolex hấp dẫn hơn hắn. Cá nhân ta vẫn tương đối ưa thích khoa trương điểm thiết kế ngôn ngữ. Tần mặt nói ra. Chương 94, Playhouse. Đáng tiếc. Vương Thần lắc đầu. Tần mặt buông tay, Rolex xác thực không có sinh trưởng ở tầng mặt thẩm mỹ phía trên, tiêu phí đương nhiên muốn vì thứ mình thích tiêu phí, không thích đồ vật đó là lãng phí tiền. Sau đó ba người tới đổ xe địa phương, Vương Thần rốt cục nhìn thấy Bạch Hạo trong miệng chiếc kia tạc đỉnh dây 770R. Khó trách ngươi mỗi ngày nhắc tới, cái này ngoại hình ngay cả ta đều tâm động. Vương Thần nhìn lấy chiếc xe kia nói ra. Ha ha, lên xe. Tần mặt cười nói một tiếng, không có chút nào keo kiệt. Hắc hắc, đến rồi. Vương thần trong nháy mắt thì từ bỏ Bạch Hạo, ngồi lên tầng mặt D770R. Câu nói kia nói thế nào tới, tình nguyện ngồi tại D770R phía trên khóc, cũng không muốn ngồi tại 55 tròn năm kỷ niệm bản D63 phía trên cười. Trác, phản đồ. Bạch Hạo cười mắng. Ha ha, ba ba đi, quốc kim, chờ ngươi. Vương thần tiện như vậy phất phất tay. Nắm chặt đuổi theo lão Bạch. Tần mặt cũng theo treo chọc nói, sau đó mãnh liệt cố lên cửa, lái ra tân thời cao ốc khốn kiếp giọt, chờ ta một chút. Bạch Hạo hô một tiếng, sau đó cũng trở về đến lái xe chạy nhanh khởi động động cơ, đuổi theo. Tân thời cao ốc khoảng cách quốc kim trung tâm chỉ có không đến 10 km lộ trình, trên cơ bản khoảng 20 phút đã đến. Quốc kim trung tâm gara tầng ngầm, tầng mặt đem xe ngừng tốt, vương thần tán tháng nói, không hổ là bị bắt mang một lần nữa điều giáo qua, so ta chiếc kia phổ thông phiên bản D63 mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Quả nhiên, chân nam nhân đều là đại dây người ủng hộ. Tầng mặt trêu chọc không thực sự có cái kia nam nhân có thể cự tuyệt đại dê a à. vương thần cũng cười trêu chọc lên kẻ đồi bại mở đại dê cạn bã nữ Mercedes xe ben e tần mặt tiếp cành ha 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 lão tần ngươi tuyệt đối là cái tên giảo hoạt vương thần cười phun đúng lúc này bạch hạo cũng rốt cục đuổi tới sau đó tần mặt hai người xuống xe ta nói ngươi được hay không a à, chậm như vậy vương thần vừa vừa xuống xe liền bắt đầu trào phúng lên bạch hạo nhất thời tức giận cười Ngươi cái đồ con rùa, đến thời điểm ngươi tại sao không nói lời này? Người ta đều là cơm nước xong xuôi mới mắng đầu bếp, ngươi gặp qua cái kia ăn vào một nửa mắng đầu bếp. Vương thần đương nhiên nói, ta thật phục. Bạch Hảo nhất thời không phản bác được, lời nói này hắn quả thực không có có thể phản bác điểm. Sau đó hiện mấy người từng đi thang máy đi vào lầu ba, Bạch Hạo xe nhẹ đường quen đã tìm được khu block nhà này quang phương cửa hàng. Bạch thiếu hôm nay chuẩn bị nhìn này cái đồng hồ. Tiến vào trong tiệm, tiêu thụ nhân viên liếc mắt nhận ra Bạch Hạo nhất thời nhiệt tình đón chào dù sao bạch hạo ở chỗ này tiêu phí đã vượt qua trăm vạn mua không dưới năm khối hublot đồng hồ hôm nay bồi bạn thân của ta tới xem một chút bạch hạo đem hôm nay xe vị nhường cho tầng mặt tiêu thụ cũng là hiểu hàng người viết một chút nhìn ra tầng mặt trên cổ tay khối kia pectex philip nụ cười trên mặt nhất thời nóng bỏng ta muốn mua sắm khối này đồng hồ các ngươi nơi này có không có hàng có sẵn tầng mặt đem khối kia màu vàng kim dày chui hình xâm nhị đại hình ảnh cho hublot tiêu thụ nhìn thoáng qua bởi vì hublot đồng hồ tên quá dài cho nên vẫn là hình ảnh càng thêm trực tiếp tiệm chúng ta bên trong vừa tốt có một khối hàng có sẵn hublot tiêu thụ khẳng định gật đầu ngài chờ một lát ta đi đem khối kia đồng hồ mang tới nói xong vị kia hublot tiêu thụ liền đến phía sau chuyên trong tủ đi lấy hàng hai phút đồng hồ tả hữu vị kia tiêu thụ trở về trong tay còn cầm lấy một khối tạo hình cực kỳ khoa trương đồng hồ chính là tầng mặt muốn khối kia dày đâm xanh hệ liệt đồng hồ sau đó tại cái kia tiêu thụ trở giúp dưới tầng mặt thử đeo dưới cùng hắn giang tô chiếc giang và thượng hải triều nam khí chất tương đương xứng đôi sau đó nói ra chiếc đồng hồ đeo tay này ta muốn hiện tại trả tiền đây mới gọi là tiêu phí mua đồng hồ tốc độ so ta đều nhanh bạch hạo không khỏi trêu chọc xác thực sao ngươi còn cuồng giả vương thần gật đầu tán đồng khối này đồng hồ công giá 509, 500 nguyên tiếp cận 51 vạn đồng thời theo chọn mua đến trả tiền cũng liền 5 phút đồng hồ thời gian tần mặt thu đến trả tiền tin tức tài khoản số dư còn lại là sáu 793 607 nguyên. Tiêu thụ đem khối kia Hublot đồng hồ bao trang hảo giao cho Tần Mạch, Tần Mạch hài lòng đón lấy sau đó quay người nói, "Chúng ta đi thôi." Bạch Hạo cùng Vương Thần gật đầu, sau đó ba người đi ra Hublot quang phương cửa hàng. "Đi thôi, trước tiên tìm một nơi đem cơm trưa giải quyết, buổi tối Playhouse an bài tiệc." Bạch Hạo cười nói. Tần Mạch không có cự tuyệt, ba người thì đơn giản tại quốc kim trung tâm bên trong ăn một miếng. Lúc buổi tối, Tần Mạch ba người lái xe đi vào Playhouse cái này quán bar cái này quán ba so với hàng thành phố FT lớn thêm không ít, nhìn qua càng cho hơi vào hơn phái. Bạch Thiếu, Vương Thiếu Gia mời vào bên trong. Một vị quán ba tiêu thụ nhiệt tình kêu gọi Bạch Hạo cùng Vương Thần, hai người đều là khách quen của nơi này đồng thời mỗi lần tiêu phí đều không thấp, lại thêm Vương Thần ở chỗ này còn có thẻ, quả thực cũng là VIP khách nhân. Vị này là Tần Thiếu Gia. Bạch Hảo giới thiệu Tần Mặt. Không có ý tứ Tần Thiếu Gia, là ta có mắt như mù. Quán ba tiêu thụ tranh thủ thời gian cười bồi, có thế cùng hai người này chơi cùng một chỗ, thân phận khẳng định không tầm thường. Tần mặt xua tay cho biết không cần khách khí như thế. Ta đặt trước hàng ghế dài không có bị đỉnh A. Vương thần bình tĩnh hỏi. Yên tâm đi vương thiếu gia, ngài đặt vị trí ta đã sớm chừa lại tới. Quán ba tiêu thụ cười bồi. Loại rượu ngoại trừ ta đã điểm tốt những cái kia, lại thêm một bộ đại thần long. Vương thần phân phó nói. Không có vấn đề, tuyệt đối cho vương thiếu gia an bài đúng chỗ, vẫn là như cũ. Quán ba tiêu thụ thân mật hỏi thăm, hắn nhìn ba người không có mang bạn gái, cho nên hỏi một miệng. Không cần, ta gọi người. Vương thần lắc đầu. Thấy không lão tần, cái này dư phê bình thường mua khối bề ngoài không nở, còn muốn cùng ta mượn, kết quả tại cái này quán ba hào nện mấy chục vạn, ngươi dám tin. Bạch hạo cùng tần mặt đậu đen rau muốn. Chẳng lẽ cái này kêu là tiền tiêu tại trên lưỡi đao? Tần mặt cười. Khổ cái gì không khổ treo? Bạch hạo tiếp lấy đào vương thần nội tình. Ha 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 nha nhi nha, ngươi cái đồ con rùa tại nói cha ngươi cái gì? Vương thần nhất thời mặt mo đỏ ửng. Ta theo ngươi giảng, toàn bộ thiên phủ hộp đêm liền không có hắn không có đi qua, ở cái này trong vòng cái này dư phê còn có cái ngoại hiệu, quán ba mấy đóng cọc. Bạch hạo nói tiếp. Mấy đóng cọc còn được. Nói như vậy lão vương eo không tệ. Tần mặt cười nói. Đó là coi như không tệ, cái này trong vòng đã dùng qua đều nói tốt. Bạch hạo giơ ngón tay cái lên. Ha ha, điểm ấy ta thừa nhận, vương thần nhất thời xấu cười một tiếng ở phương diện này thực lực của hắn không cho phép hắn lại điệu thấp cái này còn có thể nói cái gì một cái ngón tay cái dân lên ba người tới vương thần sớm đặt trước cốt hàng ghế dài nơi này vị trí tầm mắt rất tốt lại thêm lại là cuối tuần đoán chừng tối thiểu nhất cũng muốn tám không 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 cất bước ta gọi trong vòng mùi tử chờ sau đó liền đến lão tần ngươi đừng vội vương thần dán tại tầng mặt bên tai quát lên tầng mặt đây là phỉ bán a hắn cái gì thời điểm biểu hiện như thế đói khác rồi. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng vội, tới trước bình 1664 ép một chút lửa. Vương thần cười xấu xa, trực tiếp lấy ra một chai bia cho tầng mặt. Chương 95, rượu đắng vào cổ họng tâm đau. Cái này có tính hay không rượu đắng vào cổ họng tâm đau? Hắn cái gì thời điểm biến thành lờ sờ nhân vật này rồi? Tần mặt không hiểu, là thật không hiểu. Chỉ chốc lát, quán ba bên trong thì vang lên toàn trường thông báo, ngay sau đó đại thần long bộ bị quán ba bên trong nhân viên long trọng đưa đi lên cái kia bài diện quả kiểm thực so hàng thành phố ft còn muốn đủ bởi vì là đại thần long toàn trường ánh mắt đều tụ tập tại bọn họ cái này ghế dài một số tiểu tỷ tỷ thậm chí còn muốn muốn đi qua cùng nhau chơi đùa nhưng đều bị vương thần cự tuyệt hắn đều đã ước người tốt đồng thời chất lượng cũng là không thể chê chúng ta uống trước các nàng cũng sắp đến vương thần cầm lấy một bình một nghìn sáu trăm sáu mươi bốn rót cho mình một ly sau đó đối hai người hô một tiếng Tần mặt dơ ly rượu lên, ba người nâng ly, sau đó một miệng tố. Thiên phủ nhà này Playhouse âm nhạc phong cách càng khuynh hướng điện âm thương nghiệp cửa hàng, ánh đèn không khí cái này một khối rất đỉnh cấp, đương nhiên, tiêu phí đẳng cấp tại thiên phủ một đám hộp đêm bên trong xem như tương đối cao. Tới tới tới, hôm nay người nào cũng đừng nghĩ chạy, ta đã tại thu được bỏ dự đã đặt xong gian phòng. Vương thần nâng chén. Nếu là an bài đó là đương nhiên an bài xong đúng chỗ. Tần mặt biết khách sạn này, xem như thiên phủ tiêu phí so sánh đỉnh cấp khách sạn, ngay tại cách nơi này rất gần thái cổ bên trong, một đêm hai nghìn tất bước. Cảm tạ an bài. Tần mặt nâng chén cùng hai người đụng một cái. Ha ha, đây không phải sợ ngươi chạy à, phương thần cười ha ha một tiếng. Ta sẽ sợ. Tần mặt tự nhiên không sợ, tuy nhiên tử lượng của hắn cũng không được khá lắm, nhưng loại thời điểm này khẳng định không thể như xe bị tuột xích a. À. Muốn cũng là ngươi câu nói này. Bạch Hạo cũng ở một bên ồn ào, sau đó ba người bắt đầu hôm nay chiến đấu. Khoảng mười mấy phút, Vương thần kêu tiểu tỷ tỷ cuối cùng đã tới, hết thảy sáu người, dáng người đều rất hỏa cây, đồng thời thân cao đều dẫn tới một M7 trở lên, trọng yếu nhất chính là gấu trúc rất lớn. Ha ha, chất lượng thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Vương thần đắc ý mắt nhìn tầng mặt, cái này nhưng đều là hắn cái này trong vòng so sánh đem ra được, thậm chí còn có hai cái là đậu âm phía trên có chút danh tiếng ngang trị blogger. Tầng mặt gật đầu, nếu như chỉ nhìn bề ngoài, xác thực rất đỉnh, Bất quá sau đó hắn dùng hệ thống mắt nhìn mấy người tin tức, nhan trị đều tại 80 điểm trở lên cái này không có tật xấu, chỉ bất quá cái này thuần khiết độ em M. Dù sao đều là đi ra chơi, đừng quá để ý liền tốt, dù sao lại sẽ không phát sinh cái gì. Vương Thiếu Gia, Bạch Thiếu đã lâu không gặp, hôm nay làm sao có thời gian hẹn chúng ta đi ra chơi. Bên trong một cái mũi tử thuần thục lên mở một chai 1664, sau đó cười trêu chọc nói. Cái này mũi tử gọi trầm y, nhan trị đạt tới 86 phân. Hôm nay có anh em tới, cho nên bày cái cục. Vương thần chỉ tầng mặt giới thiệu nói, vị này là tần thiếu gia. Tần thiếu gia tốt. Mấy cái kia muội tử nhu thuận hô một tiếng. Gọi ta tần mặt liền tốt, cái gì thiếu không ít, khó chịu chết rồi. Tần mặt trêu chọc. Ha ha, ta người anh em này so sánh tính tình, vụng trộm nói với các ngươi một câu, gia hỏa này so hai ta còn muốn nhà giàu, các ngươi nhìn lấy làm. Vương thần xấu vừa cười vừa nói. Ngươi cái này lão lục. Tần mặt cười mắng một tiếng. Không sai, các ngươi tối nay nếu có thể đem hắn cầm xuống, vậy coi như kiếm lợi lớn. Bạch Hạo đồng dạng ở một bên ồn ào nói. Trầm Y kinh ngạc nhìn Tần Mặc liếc một chút, Bạch Hạo cùng Vương Thần tại Thiên phủ trong hội này xem như so sánh đỉnh cấp nhị đại, có thể cùng hai người này chơi đến cùng nhau người, suy nghĩ một chút liền biết. Trầm Y, Trầm Y ngồi đến Tần Mặc bên cạnh, vương tay chủ động tự giới thiệu. Tần Mặc. Tần Mặc đơn giản nắm lấy. Ha ha, lão Tần ngươi có thể phải chú ý, nàng tại chúng ta vòng tròn bên trong nhưng có mị ma xưng hào, ngươi cẩn thận chớ bị hút khô. Bạch Hạo điều khản câu. Đi ngươi nha. Tần Mặc cười mắng một tiếng. Ha 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 ha. Sau đó một đoàn người bắt đầu chơi, A -đen cũng tất cả đều tránh ra, bất quá Violet cái kia bình bị mấy người dùng để rửa tay, xem ra không chỉ là một mình hắn không thích cái này Violet vị đạo. House bên trong lưu hành bàn rượu trò chơi là bắt tay chỉ, đơn giản nhất một loại cách chơi chính là, trang gia vương tay, tất cả mọi người đem ngón tay đặt ở trang gia lòng bàn tay, sau cùng bắt đến người nào người nào thì uống rượu, bắt không được thì trang gia uống. Đến quán ba không chơi game còn có ý gì? Trầm y ngươi cái a đâm đâm lão bắt ta làm gì? Vương thần nhịn không được đậu đen rau muống, hắn đều đã uống liền sáu chén. Vương thiếu gia không cho phép vô lại tử nha. Trầm y cười hít mắt nói ra. Làm gấp. Bạch thần thúc giục nói. Ha 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 ha. Tần mặt ở một bên cười phun, trên thực tế phía trên đem trầm y là muốn bắt hắn, kết quả bị hắn thành công chạy đi. Ta không phục, lại đến. Vương thần đem trong chén tử một miệng tố, sau đó hô lớn. Mấy người một mực chơi đến hơn một giờ sáng mới tan cuộc, vương thần trực tiếp bất tỉnh nhân sự, vẫn là bạch hạo cùng tần mặt kéo lấy hắn ra quán bar. Tần mặt kêu cái chở dùng, sau đó ba người ngồi đấy cái kia chiếc dê 770R tiến về thu được bỏ khách sạn, xác nhận tin tức về sau, hai người đem vương thần mang lên gian phòng của hắn, sau đó hai người cũng trở về đến gian phòng của mình nghỉ ngơi. Hôm sau, đều đã một giờ chiều, tần mặt mới tỉnh ngủ, đêm qua hắn uống cũng không ít, lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian, phát hiện Bạch Hạo 10 phút đồng hồ trước cho hắn phát tin tức, hắn đơn giản sau khi rửa mặt mới lựa chọn hồi phục. Mấy phút đồng hồ sau, ba người tại trong khách sạn ăn sáng xong, mặc dù bây giờ đã là xế chiều, nhưng bữa cơm thứ nhất cũng là bữa sáng, không có gì mau bệnh. Hôm nay nói thế nào? Lúc ăn cơm Bạch Hạo hỏi thăm. PH tập hợp. Vương Thần đề nghị. PH cũng là thiên phủ so sánh có tên quán ba, vẫn là thiên phủ trứ danh võng hồng 250 đầu tư cửa hàng. Lão Tần nói thế nào? Bạch Hạo nhìn về phía Tần Mặc. Buổi tối hôm nay coi như xong, buổi sáng ngày mai còn muốn đi xử lý hàm vận truyền thông sự tình. Tần Mặc lắc đầu. Cũng thế. Bạch Hạo cùng Vương Thần cũng đều gật đầu. Ăn qua điểm tâm, Tần Mặc đem Bạch Hạo cùng Vương Thần đưa đến Playhouse quán bar, Bạch Hạo 55 tròn 5 mươi 63 còn đầu ở chỗ này. Ngày mai liên hệ, ta chạy trước. Tần Mặc cùng Bạch Hạo cùng Vương Thần cáo biệt trên đường chậm một chút bạch hạo cùng vương thần đáp lại sau đó tầng mặt lái xe trở lại thiên phủ đại học nửa giờ sau đến thiên phủ đại học dừng xe ở chỗ đậu phía trên dập tắt động cơ sau đó đem Hublot khối kia đồng hồ lấy xuống ba ba trở về còn không mau mau nên đón tầng mặt tiến vào phòng ngủ kêu lớn lão tứ đâu tầng mặt nghi hoặc trong phòng ngủ cũng chỉ có kim triết cùng tô thức dương tinh cũng không ở phòng ngủ lão tứ đi đề xe kim triết đáp lại nói Tần mặt lúc này mới nhớ tới Dương Tinh mua chiếc kia cà ri cà ri còn không có đề xe. Đúng rồi lão Tam, ngươi công ty sự tình xử lý tốt. Kim Triết Hiếu Kỳ hỏi thăm. Còn không có, ngày mai muốn xin phép nghỉ một ngày đi công thương làm chuyện này. Tần mặt lắc đầu nói rõ. Còn phải là ngươi A, nói xin phép nghỉ muốn xin nghỉ. Kim Triết trêu chọc. Tần mặt cười mắng một tiếng, sau đó đi đến chính mình trước bàn máy vi tính, đem khối kia mới tinh hublot đồng hồ thả ở phía trên, sau đó tại uy chắc phía trên cùng đường thi di hàng huyên một hồi chương 96, phương thuốc cổ truyền. Bởi vì ma đô khoảng cách hàng thành phố rất gần nguyên nhân, cho nên đường thi di trên cơ bản hai tuần lễ sẽ phải về nhà một lần, mà lần này nàng đúng lúc trong nhà. Tần mặt, cười xấu xa, đáng tiếc ta bên này cách quá xa, bằng không ta cũng muốn đi trở về. Đường thi di, khinh thường, khinh thường, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn đến cái kia cười xấu xa biểu lộ, nàng liền biết gia hỏa này khẳng định lại tại muốn chuyện gì xấu. Tần mặt. Đường thi di, hừ. Tần mặt biểu thị đây là trần trụi thành kiến. Đường Thi Di gặp tầng mặt trò chuyện nửa ngày không nói chuyện tăng thêm khung chắc phía trên cái kia ngay tại đưa vào bên trong, nhất thời nở nụ cười, theo sau tiếp tục nói, ngạo kiều thừ, không phản đối a. À. Tầng mặt không có trả lời, mà chính là nói sang chuyện khác, Quốc Khánh có tính toán gì hay không? Còn không có, bất quá hẳn là cũng không có chuyện trọng yếu gì. Đường Thi Di hồi phục, ngay sau đó lại dò hỏi, ngươi về hàng thành phố sao? Tần mặt nhìn lấy cái tin này bật cười, trả lời, nếu như là lớp trưởng đại nhân nhất định phải mời ta trở về, cái này có thể có buồn cười. Kinh thường, xú mỹ. Đường thi di hồi phục. Hai người tiếp lấy hàng huyên, lúc buổi tối dương tinh mới từ bên ngoài trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi đi sách hỏa tiễn đây. Kim triết trực tiếp bắt đầu treo chọc lên. Ngươi cái này độc thân cậu biết cái gì? Hôm nay ta tại Masurati trong tiệm đụng phải cá siêu cấp xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, sau đó thì hàng huyên một hồi. Dương tinh đắc ý nói. Tầng mặt ba người đều mộng, đây là cái gì vận cướp chó? Sách cái xe đều có thể gặp phải diễn ngộ ngoại tào lão tứ, thật hay giả? Kim Triết trực tiếp nhịn không được. Đương nhiên là sự thật, ta còn tăng thêm uy chát đây. Dương Tinh đem cô em gái kia giấy bằng hữu vòng cho mấy người nhìn xuống, tướng mạo rất ngọt ngào, thuộc về điềm muội loại hình, nhìn qua đặc biệt nhu thuận. Á lôi mã, ta mộ. Kim Triết nhất thời hâm mộ cực kỳ. Tần mặt cũng nhìn thoáng qua, nhan trị vậy mà đạt xuất tới 86 phân, xác thực rất đẹp, hơn nữa còn là tại Maserati trong tiệm đụng phải, đây là cái tiểu phú bà. Hắc hắc, thế nào? Dương Tinh đắc ý nói. Quá được rồi. Kim Triết khẳng định đáp lại. Nữ thần cấp. Tần Mặc cũng phụ họa nói. Liếm Bình Phong. Tô Thức phát biểu. Câu nói này trong nháy mắt khiến ba người bọn hắn ánh mắt biến đến cổ quái. Lão nhị ngươi tật xấu này có thể được sửa đổi một chút, vạn nhất màn hình liếm trò điện ngươi về sau sẽ phải mất đi nhất đại niềm vui thú. Kim Triết một bộ ngữ trọng tâm trường nói ra. Ha 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 ha. Phải nói rõ vàng nói, còn phải là cái này tất. Tô Thức. Sau đó Dương Tinh cũng hỏi thăm một chút tầng mặt công ty sự tình, tầng mặt thuyết minh sơ qua xuống, Dương Tinh không khỏi trêu chọc, đến lúc đó nếu là có đẹp mắt muội tử nhớ đến giao cho ta. Dù sao võng hồng kinh tế công ty chính là không bao giờ thiếu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Đúng nha, ta làm sao không có nghĩ đến điểm này, lão tam. Kim Triết một cái giật mình, nhất thời nhìn về phía tầng mặt xoa xoa đôi bàn tay, ý kia không cần nói cũng biết. Mấy người các ngươi quả nhiên là lợs sờ Tầng mặt đậu đen rau muốn. Ha ha. Vậy cứ thế quyết định A, à, Kim Triết vỗ vỗ tầng mặt bả vai. Ai, ai bảo các ngươi đều là con ta đây? Tầng mặt lắc đầu. Nghĩa phu ở trên. Kim Triết trực tiếp ôm quyền. Chuyên nghiệp. Dương Tinh cùng tô thức nhịn không được cho Kim Triết điểm tán. Ngày thứ hai. 10 giờ sáng, tầng mặt xin phép nghỉ thông qua về sau, trực tiếp mở ra dây 770R đi vào cục công thương cửa. Bạch hạo cùng Vương Thần đã sớm chờ ở nơi đó, còn có hàm vận truyền thông lão bản lý đông cũng tại mấy người bắt chuyện qua sau thì cùng một chỗ tiến vào cục công thương hơn một giờ về sau mấy người rốt cục đem hết thảy đều làm tốt rồi công ty tên cũng bị mấy người hoán đổi dù sao lão bản đều đổi tên tự nhiên không thể lại dùng trước đó mới tên công ty gọi mới thành lập văn hóa cũng phù hợp mấy người tình huống hiện tại dù sao đều là lần đầu tiên lập nghiệp công ty cổ phần là bạch hạo sau đó lý đông cùng tần mặc ba người hàng huyên một lát liền đi thẳng đi thôi đã tiếp thủ trạm thứ nhất khẳng định phải đi công ty bạch hạo nói ra tần mặt tự nhiên không có vấn đề sau đó mấy người lái xe tiến về tân thời cao ốc đến công ty về sau bạch hạo đơn giản cho các công nhân viên mở cái sẻ. liên quan tới công ty vận doanh phương hướng hắn có ý nghĩ của mình mà lại trong tay hắn còn có tài nguyên cho nên căn bản không cần lo lắng tiền kỳ quá độ vấn đề mãi cho đến khoảng 4 giờ chiều ba người mới từ công ty bên trong đi ra công ty trong trương mục còn có 500 vạn những này là tiền kỳ một số đầu nhập và chi tiêu bạch hạo tìm nhà hàng đồ ăn mấy người vừa ăn vừa nói chuyện Tiền kỳ quy hoạch là như vậy, ta trên tay còn có một cái tại đậu âm nắm giữ 30 vạn phan nhan trị blogger, ta quan sát qua, nàng phan dính tính rất mạnh, có nhất định giá trị buôn bán, ta chuẩn chuẩn bị đem nàng đánh dấu công ty. Bạch Hạo nói rõ nói. Tần mặt tự nhiên không có ý kiến, dù sao phương diện này vẫn là Bạch Hạo hiểu rõ hơn một số, huống chi đây là hệ thống chọn lựa không có sai. Một số có tiềm lực nhan trị blogger ta cũng tại sàng chọn, đã có mấy cái ngay tại liên hệ, nếu như không có vấn đề, ta có thể cam đoan, cuối năm trước đó, Công ty này liền có thể lợi nhuận. Bạch Hạo tiếp tục nói, đến mức đến tiếp sau điện thương nghiệp bản khối, lão Vương gia bên trong có tài nguyên, cho nên cơ bản không cần lo lắng nhà cung cấp hàng vấn đề, chúng ta bây giờ chỉ cần bồi dưỡng được một cái tại đấu âm có sức ảnh hưởng nghệ sĩ là được rồi. Vương Thần cùng Bạch Hạo trong tay phân biệt nắm giữ lấy hai cái trọng yếu tài nguyên, đây cũng là Bạch Hạo dám đầu tư MCN cơ cấu lực lượng, có thể nói hắn có 99% nắm chắc sẽ không lỗ vốn. Công ty sự tình ngươi xem đó mà làm liền tốt. Tần Mặc cười nói, ha ha, mục tiêu của ta cũng không chỉ là thiên phủ, mà chính là chế tạo một cái không lo truyền thông như thế cự đầu. Bạch Hạo đắc ý nói. Nói như vậy ta có thể sớm kiếm tiền rồi. Tần mặt trêu chọc. Tâm đều bao lớn gan, lớn bao nhiêu sinh, có thể bắt đầu ngươi nằm mơ tú. Bạch Hạo nói tiếp. Ha 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 ha. Nằm mơ tú có thể quá làm. Tần mặt cười phun. Lấy nước thay rượu, ta đã chuẩn bị tốt cuối năm thi ra pháp. Tần mặt trêu chọc. Nhỏ, bố cục mở ra, Pagani. Vương thần cũng trêu chọc nói. Sau khi ăn cơm xong, vương thần còn chuẩn bị an bài một chút, bị tần mặt cự tuyệt, ngày mai muốn là lại mời giả liền có chút không nói được, hắn cũng không muốn đến lúc đó không có bằng tốt nghiệp. Được thôi, chúng ta cuối tuần sau lại tụ họp. Vương thần có chút đáng tiếc. Chú ý thân thể, dây nam không thể làm. Tần Mặc lộ ra thâm ý sâu sắc ánh mắt. Trác. Ta nhị đệ thiên hạ vô địch. Vương thần trực tiếp đậu đen rau muốn, đây quả thực là đối với hắn làm nhục. Ha ha ha. Vậy cũng phải chú ý bảo dưỡng, ta biết cái toa thuốc. Tần mặt ra vẽ thần bí ngoắc. Vương thần tuy nhiên một mặt ghét bỏ, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật, thì liền bạch hạo đều dựng lên lỗ tai. Bạch hạo biểu thị đừng hiểu lầm A, hắn là thay một người bằng hữu của hắn nghe. Thật có thể. Vương thần có chút hồ nghi. Khục, có thể thử một lần. Tần mặt ra vẽ bình tĩnh. Chương 97, Nam nhân tin mừng. Ta cái này đi thử xem, buổi tối pH tập hợp. Vương thần hưng phấn nói, sau đó trực tiếp đánh xe rời đi. Cái này. Bạch hạo người tê. Lão tần ngươi xác định thật có thể. Bạch hạo hồ nghi hỏi thăm. 30 năm lão đông y to lớn đề cử, dùng qua đều nói tốt. Tần mặt cho hắn một người nam nhân đều hiểu nụ cười. Khục, sắc trời không còn sớm, ta đột nhiên nhớ tới công ty còn có chút việc, ta đi trước. Bạch hạo nói xong câu đó, trực tiếp lên dê 63 sau đó hướng về vừa mới vương thần rời đi phương hướng đuổi tới. Quá chân thực, đây con mẹ nó gọi công ty có chuyện. Sách, nam nhân A. Tần mặt điều khản một câu. Đinh. Phát giác ký chủ nắm giữ thứ một công ty, phát động thương nghiệp khen thưởng. Khen thưởng thiên lý mã tin tức thẻ một tấm. Chú thích, thiên lý mã thường có, bá nhạc không thường có, thiên lý mã tin tức thẻ chỉ bởi vì đặc thù nguyên nhân mà bị mai một hoặc không bị khai cuộc đặc thù chuyên nghiệp nhân tài, có thể vì ký chủ sáng tạo ra cực kỳ khả quan giá trị. Tần mặt kinh ngạc, không nghĩ tới lại còn phát động hệ thống khen thưởng, sau đó hắn đơn giản ra nhìn thoáng qua cái này khen thưởng tin tức. Nói cách khác hắn sử dụng trương này thiên lý mã tin tức thẻ về sau, đem sẽ nhận được một cái tương lai tại đậu âm phía trên bạo hỏa nghệ sĩ. Cái này bởi vì đặc thù nguyên nhân bị mai một hoặc không bị khai quật ý tứ cứu đã rất dễ lý giải, có lẽ là có năng lực nhưng còn không có đi vào mạng lưới con đường này, cũng có lẽ là đã ký kết đến những công ty khác dưới, nhưng bởi vì đặc thù nguyên nhân bị chèn ép. Đằng sau đầu này tại loại này võng hồng quản lý công ty rất bình thường, thì tỷ như một số võng hồng bị nâng phát hỏa về sau muốn bay một mình hay là đi ăn mán khác những công ty khác nhưng người ta công ty lại không phải người ngu hao phí đại lượng nhân lực vật lực còn có tài nguyên cho ngươi nâng phát hỏa ngươi phủi mông một cái liền muốn đi nào có loại chuyện tốt này sau cùng không thể đồng ý kết quả chính là tài khoản bị công ty thu hồi mà ngươi bị đá ra khỏi cục đương nhiên cái này cũng không đại biểu hủy bỏ hiệp ước ngươi muốn đi cũng được bồi giao tiền bồi thường hợp đồng hơn nữa còn là giá trên trời tiền bồi thường hợp đồng loại tình huống này cũng không hiếm thấy, tỉ như rất nhiều đậu âm phía trên rất hỏa võng hồng đột nhiên ngừng càng, hơn nữa còn là vô hạn kỳ ngừng càng chính là nguyên nhân này. Liên quan tới trường này thiên lý mã tin tức thẻ, tần mặt không có ý định lập tức sử dụng, quan sát sau một khoảng thời gian lại nói, sau đó hắn lái xe quay trở về thiên phủ đại học. Chẳng vạn tối bên trong lúc 6 giờ, tần mặt trở lại phòng ngủ, kim triết mấy cái người đều không tại, lúc này cần phải tại căng tin ăn cơm, sau đó hắn vọt vào tắm, đơn giản thay quần áo khác, đeo lên khối kia lam khí cầu ra phòng ngủ rốt cuộc đuổi tại tiết thứ nhất muộn tiết lúc mới bắt đầu đến phòng học. Lão Tam ngươi trở về lúc nào? Dương Tinh kinh ngạc hỏi thăm, bọn họ đều coi là tần mặt hôm nay lại muốn đêm không về ngủ nữa nha. Sự tình xử lý tốt, đương nhiên muốn trở về đi học, ta thế nhưng là học sinh ba tốt. Tần mặt một mặt chính khí đáp lại. Ta nôn, ngày đầu tiên lên lớp thì cúc học tuyển thủ ở chỗ này nói với ta là học sinh ba tốt, ngươi tốt ý tứ. Dương Tinh đều không còn gì để nói. Lời ấy sai rồi, ta nói ba tốt là tướng mạo tốt, tài nghệ tốt, tài lực tốt. Tần Mặc bình tĩnh nói, nếu như thế gian có ánh sáng, ta tin tưởng người kia nhất định là ngươi. Kim Tiết đột nhiên quay đầu đậu đen rau muốn một câu. Phổ Tính Nam chân hạ đầu. Tô Thức cũng đậu đen rau muốn một câu. Hạ đầu. Dương Tinh phụ họa nói ra. Tần Mặc im lặng, thế giới này đối soái ca ác ý lớn như vậy sao? Rất nhanh tiết thứ nhất muộn tiết thì kết thúc, Tần Mặc ngay tại hồi phục bạch hạo tin tức, hai người này vậy mà thật chạy tới thử trả lại tầng mặt phát tới ngũ tinh tốt bình luận thêm phản hồi. Chiêu này là thật cho tầng mặt cực nhã đến. Sau đó hắn để cho hai người kiềm chế một chút, thứ này hậu kình rất lớn, một cái nhịn không được, làm xảy ra trạng huống gì nhưng là gặp. Bạch Hạo, yên tâm đi, cái cọc vị đã vào chỗ, vẫn sức chờ phát động. Tầng mặt, cực nhã. Đồ long người cuối cùng trở thành ác long. Tay này thao tác còn được. Lần trước còn nói vương thần là máy đóng cọc, kết quả hiện tại chính mình vậy mà cũng luôn hãm. Tần mặt biểu thị chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sĩ người. Tần mặt đồng học. Tần mặt nghe được có người hô tên hắn, nhất thời sững sờ, sau đó phát hiện lại là lâu thư ngữ cái này văn thể ủy viên. Kim triết ba người mở to hai mắt nhìn, hâm mộ không được, lâu thư ngữ nhan trị cũng không thấp, đã là toàn bộ bọn họ lớp toàn thể nam sinh nữ thần. Có chuyện gì sao? Tần mặt nghi ngờ nhìn lâu thư ngữ liếc một chút. Là như vậy, quốc khánh trước đó trường học sẽ tổ chức một cái dạ hội, Yêu cầu mỗi cái lớp học chuẩn bị mấy cái tiết mục, ta muốn hỏi thăm ngươi thuận tiện tham gia sao? Lâu thư ngữ lễ phép hỏi thăm. Tiết mục gì? Tần mặt một mặt mộng. Đương nhiên là ca hát. Ngươi lần trước video thế nhưng là còn treo trường học tường đây. Lâu thư ngữ cười đáp lại. Dạng này a? À. Nói thật, Tần mặt đối với loại này không có chỗ tốt làm náo động sự tình không quá cảm thấy hứng thú. Sau đó từ chối nói. Bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Đến lúc đó nhìn tình huống đi. Tốt a, à, Lâu thư ngữ có chút thất vọng lâu thư ngữ rời đi, kim triết mấy cái người như là như là thấy quỷ, bất khả tư nghị nói, không phải đâu lão tam, loại này cơ hội tốt ngươi đều không muốn. Đúng vậy a à lão tam, ngươi có biết hay không lớp chúng ta có bao nhiêu nam sinh muốn âu yếm còn không có cơ hội đâu. Dương tinh cũng mười phần không hiểu. Tô thức không nói gì, nhưng ánh mắt kia đã để lộ ra rất nhiều tin tức. Tần mặt im lặng, sau đó hắn trực tiếp đem uy chắc giao diện cho mấy người nhìn xuống, cái kia đỏ trực tăng thêm nhân số đều đã hơn 300 người, đồng thời còn đang tăng thêm. Các ngươi muốn đi các ngươi đi tốt, ta có thể không phúc tiêu thụ. Tần mặt biểu thị sợ sợ. Thân ở trong phúc không biết phúc. Lão tam ngươi sẽ không không được a à? Ừm. Dương Tinh cái này vừa nói, mấy người trong nháy mắt lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, một bộ chuẩn bị ăn dưa dáng vẻ. Hàng thành phố Kim Thương Vương tìm hiểu một chút. Tần mặt nhất thời đậu đen rau muốn đáp lại. Hắn không được. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Mini Kim Thương. Kim Triết lộ ra cười xấu xa ba cm không thể nhiều hơn nữa dương tinh cũng cười xấu xa nói bổ sung ta cảm thấy có đạo lý tô thức gật đầu mau mau cút tần mặt cười mắng một tiếng ha 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 tự học buổi tối sau khi kết thúc mấy người trở về túc xá phòng ngủ thông qua cùng bạch hạo hai người nói chuyện phím biết được hai người này chiến quả nổi bật lập tức liền muốn lao tới chỗ tiếp theo chiến trường còn có rất nhiều mùi tử chờ lấy bọn họ giải cứu tần mặt nhìn sau chỉ muốn nói hai chữ ngưu tất lão tần ngươi tới không được thật là đáng tiếc, hôm nay có anh em tại PH tổ cục, muội tử chất lượng tiêu chuẩn. Bạch Hạo gửi đi tin tức. Thì là thì là, ngươi tuyệt đối hối hận. Vương thần theo sát lấy gửi đi tin tức. Gà mờ biểu thị rung lẫy bẫy, các ngươi cố gắng cùng hoang đi. Tần mặt nhạo bán hồi phục. Ha ha ha, không nói, muội tử đến. Bạch Hạo nói xong câu đó liền không có tin tức, vương thần cũng giống như vậy. Điều này chẳng lẽ thì kêu vật tận kỳ dụng. Tần mặt thầm nói tầng mặt biểu thị dược hiệu tuy tốt, cũng không thể ham hố nha. Chương 98, tiểu dẫn chương trình tình hình gần đây. Đảo mắt liền tới cuối tuần, mới thành lập công ty bên kia đã bắt đầu vận chuyển bình thường lên, đồng thời Bạch Hạo nói cái kia tại đậu âm phía trên nắm giữ 30 vạn phan nhan trị blogger cũng đã ký kết hoàn tất, bây giờ đang ở công ty từ chuyên nghiệp đoàn đội cho nàng tiến hành phú năng huấn luyện. Cùng loại này hiểu công việc người lập nghiệp chỗ tốt chính là, tầng mặt có thể thích hợp hợp lý cái vung tay trưởng quỹ, không cần quan tâm quá nhiều. Tần mặt dậy thật sớm, cho mấy người mang theo bữa sáng, cái này âm thanh nghĩa phụ tự nhiên không phải gọi không. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nghĩa phụ ở trên xin nhận con nuôi cúi đầu. Kim Triết treo chọc nói, tiểu hỏa tử ngươi rất có tiền đồ, ta rất xem trọng ngươi. Tần Mặc treo chọc nói, đúng rồi lão tam ngươi hôm nay không có gì ăn bài sao? Kim Triết một bên ăn một bên dò hỏi, tạm thời còn không có, thế nào? Tần Mặc hiếu kỳ hỏi thăm, ra ngoài trường có nhà củi lửa gà, trường học trên tường đều nói không tệ buổi tối đi thể nghiệm phía dưới. Kim Triết đáp lại. Có thể a, à, ở đâu? Tần mặt đối với Mỹ thực tự nhiên không có ý kiến. Ra trường mấy trăm mét, rất gần. Kim Triết nói ra. Ốc. Tần mặt dựng lên thủ thế. Lúc 10 giờ, Bạch Hạo phát đến tin tức hỏi thăm hôm nay tình huống như thế nào, tần mặt đáp lại buổi tối muốn cùng bạn cùng phòng cùng một chỗ hẹn cơm, Bạch Hạo biểu thị đáng tiếc, bọn họ nay trời vẫn như cũ có cái đại party. Tần mặt cười, đơn giản đáp lại một phen, hắn biểu thị ngày mai lại nói, Bạch Hạo đồng dạng biểu thị không có vấn đề. Các huynh đệ hôm nay nói thế nào? Dương Tinh cũng đã rửa mặt xong, ăn tầng mặt mang cho hắn bữa sáng, đừng nói, người khác mang cũng là hương. Khí trời tốt như vậy, ta cảm thấy cần phải ra đi vòng vòng. Dương Tinh đề nghị. Xuân Hy đường đi lên. Tần mặt cũng đề nghị. Dù sao đến thiên phủ không đi một chuyến Xuân Hy đường, sao có thể gọi tới hôn khác phủ. Mà lại Xuân Hy đường tiểu tỷ tỷ siêu nhiều, Đẩu âm phía trên rất nhiều đường phố đập cũng đều ở nơi này. Ta cảm thấy ngươi đề nghị này tương đương đáng tin. Dương Tinh biểu thị đồng ý. Vậy còn chờ gì? Đi thôi. Kim triết gia hỏa này đều đã mặc tốt, tốc độ kia làm cho người liếu lưỡi. Mấy người đơn giản thu thập một phen, tầng mặt cầm lấy dê 770 r chìa khóa thì ra cửa, thiên phủ đại học khoảng cách Xuân Hy đường mười mấy cây số, đồng dạng là hơn 20 phút lộ trình. Dương Tinh không có lái xe, dù sao có hơn 500 vạn đại dê, ai còn mở cà ri cà ri, trèo cao lập xuống có được hay không? Hơn 20 phút sau, Tần mặt tìm cái bãi đậu xe dưới đất, đem xe ngừng đi vào về sau, mấy người rốt cục đi tới nơi này đầu danh xưng triều người đường phố Xuân Hy đường. Rùa rùa, tại sao ta cảm giác giống đồ nhà quê vào thành một dạng? Kim Triết nhìn lấy chung quanh những cái kia mặt lấy thời thượng người, nhịn không được đậu đen rau muốn một tiếng. Đem cảm giác bỏ đi, ngươi chính là. Tần mặt trực tiếp bổ đao. Ta cảm thấy không cái gì vấn đề. Dương Tinh cùng Tô Thức cũng đều đồng ý thuyết pháp này cho nên chỉ có kim triết thụ thương thế giới đã đạt thành. Mấy người các ngươi lão lục. Kim triết bất đắc dĩ đậu đen rau muốn. Nơi này mụi tử là thật nhiều, kim triết đều đã nhìn thẳng mắt. Cái này không đi lên muốn cái bi chắc. Ba người đều khẳng một câu. Người sang có tự biết danh tiếng, thôi được rồi. Kim triết sợ. Hắn tuy nhiên không biết cái gì cao xa xỉ hàng hiệu, nhưng cũng nhận biết LV logo, những cái kia mụi tử trên người cổng bao đều là LV làm sao có thể coi trọng hắn. Người được tự tin lên, bạn nhất thì có không có mắt đây này. Dương Tinh tiếp lấy trêu chọc. Loại này xác suất ta đoán chừng so ngươi ưa thích nữ nhân còn muốn nhỏ một số. Kim Triết có lý có cứ nói. Dương Tinh nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Ha 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 ha. Tần mặt cùng tô thức trong nháy mắt cười phun, cốt nội hàm. Ta giết ngươi. Dương Tinh hướng về Kim Triết nhào tới. Mấy người tại Xuân Hy đường đi dạo một hồi, sau đó lại đi vô ấn lương phẩm bên trong đi dạo một vòng. Kim Triết ba người mua mấy bộ y phục, dù sao ở chỗ này cũng chỉ có vô ấn lương phẩm y phục coi như rẻ một số. Chưa từng ấn lương phẩm đi ra, đã là hơn 4 giờ chiều, mấy người quay trở về thiên phủ đại học, đi vào kim triết nói nhà kia củi lửa gà. Bọn họ điểm một phần năm người phần bá vương đừng gà, tràn đầy nhất đại nồi, bên trong còn có một cái hà châu con ba ba, đồng thời tặng cho hai phần rau trộn, tầng mặt cảm giác lấy lượng cơm ăn của bọn họ có khả năng muốn lật xe. Tuy nhiên giá cả không đắt lắm, nhưng vị đạo tuyệt đối được cho có thể, tầng mặt mấy người thưởng thức qua về sau, đều là cho ra tốt bình luận. Bữa cơm này ăn gần một giờ, sau cùng mấy người thực sự không ăn được, không có cách nào chỉ có thể để phục vụ viên đem còn lại gói. Cuối cùng là kim triết tính tiền, hết thảy hoa 307 nguyên. Dương Tinh cùng Tần Mặc vốn chuẩn bị trả tiền, nhưng kim triết biểu thị một bữa cơm mà thôi, không cần thiết dằn co, huống chi hắn là phòng ngủ lão đại mời bữa cơm hoàn toàn không nói chơi. Vậy chúng ta hôm nay liền xem như đánh thổ hào. Tần Mặc trêu chọc, không có quá nhiều xoắn suýt, cùng lắm thì lần sau lại mời về chính là Khai giảng không đến một tháng thì tiêu phí gần một ngàn vạn người nói ta là thổ hào, ta hiện tại rất hoảng làm sao bây giờ. Kim Triết cũng là tiếp cành tiểu tay thiện nghệ, trực tiếp trêu chọc. Nghịch tử ngươi ở bên trong hàm cái gì? Tần mặt cười mắng. Ta say. Kim Triết đậu đen rau muốn. Đúng lúc Dương Khả Nhi cũng online, sau đó hắn điểm đi vào, không có có ngoài ý muốn, Dương Khả Nhi ngay tại triển lãm tài nghệ, bất quá không phải ca hát, mà chính là vũ đạo. Thế nào, có phải hay không có tiến bộ rất lớn? Dương Khả Nhi nhảy còn về sau, còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngược lại đắc ý hỏi thăm phòng trực tiếp Thủy Hữu. Ta lại không phản bác được. Là cái gì cho ngươi tự tin? Lương tĩnh như. Cứu mạng. Bị không ngừng, ta đi trước một bước. Chuồng đi chuồng đi. Khung bình luận phía trên thùng một sắc kêu suy, Dương Khả Nhi nhất thời tức giận nói, các ngươi đám này chó người xem thật sự là thân ở trong phút không biết phút, vì học biết kiêu vũ, ngươi biết ta phế đi nhiều đại tâm huyết sao. Các ngươi đây là tại đã kích một cái tương lai vũ đạo khu ngôi sao mới. Sưu! 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 Siêu Sư. Sư hỏa năm phát liên tục trong nháy mắt xoát bình phong, kinh ngạc đến ngay người mọi người. Màu mực đại lão! Hoan nghênh đại lão về nhà! Dương Khả Nhi mười phần kinh hỷ! Tình huống như thế nào? Vốn cũng không sung túc gia đình bởi vì cái này vũ đạo biến đến càng thêm hỏa vô đơn chí. Tầng mặt tiến đến liền bắt đầu treo chọc. Dương Khả Nhi nhất thời lúng túng, mới vừa rồi còn hơn 200 người đâu hiện tại chỉ còn không đến 100 người, chẳng lẽ uy lực thật có lớn như vậy? Ta đây không phải chuẩn bị khiêu chiến một chút chính mình nha. Dương Khả Nhi sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Chương 99, chiếu chiếu được hay không? Cho nên thì hy sinh những thứ này thủy hữu. Tần mặt tiếp tục nhạo bán. Đâu? Nào có á? Dương Khả Nhi bị nói sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Đại lão, ta nhảy thật không được sao? Dương Khả Nhi vẫn là mang theo một mặt mong đợi dò hỏi. Ha ha ha, cho đại lão đều cả bó tay rồi, ta nguyện xưng ngươi là trực tiếp đệ nhất nhân. 666, không có gì đáng nói. Thật sự là bị ngươi đánh bại, phổ tính thần nữ người. Chú ý vào xưởng thời cơ. Gà ngươi quá đẹp. Hỏng bét, phong ấn động. Gà. Đám này thủy hữu vẫn là trước sau như một ưa thích gây sự. Dương Khả Nhi triệt để bó tay rồi, chẳng lẽ con đường này thật không thích hợp nàng. Đột nhiên có chút không tự tin làm sao bây giờ. Ngươi có hay không nhìn qua quốc độ múa lúc này, tần mặt một đầu khung bình luận tung bay bình phong. Ta cảm thấy ở phương diện này có thiên phú, còn lại múa loại ta cảm thấy. Cùng ngươi không dính dáng. Tần mặt một bộ người thành thật dáng vẻ trả lời. Ha 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 ha. Ta cũng nhìn qua cái kia vũ đạo. Ta nói làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Phá án phá án. Cái kế tiếp đại ca Dương. Thích cặp tại có ngươi quốc độ. Dương Khả Nhi quyết định đem vừa mới trực tiếp chiếu lại bảo tồn, nàng cũng không tin, thật có như vậy trừu tượng ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút, ngươi rất có khôi hài nữ tiềm chất. Tần Mặc tiếp tục gửi đi khung bình luận. Dương Khả Nhi không phản bác được, tuy nhiên rất muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy rất có đạo lý, đây là cái gì tình huống. Tần Mặc tại Dương Khả Nhi phòng trực tiếp nhìn đến 10 giờ hơn, lại ném đi năm phát siêu hỏa, sau đó liền trực tiếp thối lui ra khỏi đấu xa, nói thật, Dương Khả Nhi loại phong cách này nếu tới đậu âm, không thể nghi ngờ lại so với tại đấu xa càng tốt hơn. Ở cái này ngắn video là vương thời đại, chỉ cần ngươi có nội dung, lại có chuyên nghiệp đoàn đội đem phong cách kỹ càng định vị, không nói bạo hỏa, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém. Mà lại Dương Khả Nhi nội dung rất rõ ràng càng thêm dán vào đậu âm, tiếng hát của nàng rất có sức hấp dẫn, dựa vào điểm ấy, tại giai đoạn trước liền có thể thu hoạch không ít fan. Lại thêm khôi hài nữ cái này nhãn hiệu cùng siêu cao nhan trị, vô luận là ngắn video vẫn là trực tiếp phương hướng, nàng đều có rất cốt sức cạnh tranh. Có điều hắn cũng không có cùng Dương Khả Nhi nhất lên sự kiện này, tuy nhiên Dương Khả Nhi hiện tại nhân khí không cao, nhưng nói không chừng ngày nào thì bạo hỏa cũng không nhất định. Lại có cũng là mới thành lập văn hóa hiện tại vừa mới cất bước, tại đấu âm phía trên không có một chút danh khí, căn bản là không có cách làm cho người tin phục, nói ra chỉ sẽ làm người làm khó, cho nên sự kiện này hắn chuẩn bị hoãn một chút. Sau đó hắn đổ bộ LOL đánh hai thanh trò chơi, đừng nói, trở lại Bạch Ngân đẳng cấp về sau, cường độ lập tức thì đi lên, đánh cho tầng mặt vô cùng nghiêm túc. Bạch Ngân cường giả, danh bất hư truyền. Hôm sau, phía trên buổi trưa bạch hạo cho tầng mặt phát tới tin tức biểu thị buổi tối có cục muốn giới thiệu mấy cái vị bằng hữu cho hắn nhận biết hỏi thăm hắn có thời gian hay không tầng mặt đơn giản đáp lại biểu thị nhất định đến kết giao bằng hữu phương diện này tầng mặt là chăm chú dù sao lấy bạch hạo cùng vương thần thân phận của hai người nhận biết bằng hữu cũng khẳng định cũng sẽ không kém chí ít là đồng cấp bậc những thứ này đối với tầng mặt tới nói đều là hữu dụng tài nguyên có lẽ tương lai cần dùng đến có thể dung nhập một cái tốt thượng tầng phạm vi sẽ đối với ngươi có trợ giúp rất lớn thậm chí có thể nói là có thể trợ lực ngươi thành công lớn nhất đòn bẫy. Tuy nhiên tần mặt nắm giữ hệ thống, thành công với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng cái kia có vòng xả giao vẫn là muốn có. Sau đó Bạch Hạo biểu thị lúc 6 giờ tại ẩn lư tử lâu một lầu tập hợp, nơi này có nhà cổ pháp món cây tứ xuyên, thâm thụ dân bản xứ ưa thích. Kết thúc nói chuyện phiếm, tần mặt chuẩn bị đánh một chút vương giả thư giãn một tí, dù sao vài ngày không có đổ bộ. Trầm Hy Dư không có ở tuyến, Dương Khả Nhi cũng không online, hắn chỉ có thể chính mình chơi, cấp tốc ấn mở cuộc thi xếp hạng, sau đó mở ra đơn đứng hàng phân chia lữ. Sau 2 giờ, nhìn lấy một tờ liên thắng kỷ lục, tầng mặt hài lòng hạ trò chơi, lúc này Kim Triết từ bên ngoài trở về, trong tay còn mang theo theo căn tin sách về cơm trưa. Các con, ba ba về đến rồi. Kim Triết bá khí hô, sau đó đem cơm đặt ở mấy người trên bàn. Cám ơn ngươi, bình thường mà vĩ đại mang cơm người. Tần mặt điều khản một câu. Ha ha ha, tốt việc. Dương Tinh cười nói, sau đó cũng từ trên giường bò lên đã nói xong nghĩa phụ đâu. Kim triết nhất thời đậu đen rau muốn một câu. Ta là lữ bố, ngươi chắc chắn chứ. Tần mặt da một tay. Cái kia thôi được rồi, con hàng này thỏa thỏa nghĩa phụ sát thủ. Kim triết mặt đen lại. Phụng tiên cớ gì thay lòng đổi dạ. Dương tinh ở một bên treo chọc. Diệt cha. Tô thức cũng ở một bên bổ đao. Ha 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 ha, diệt cha có thể quá làm. Tần mặt cười phun, đây đều là cái gì tuyển thủ. Một cái sau một cái có cành ăn xong cơm trưa, Kim Triết ba người bắt đầu hạp cốc hành trình, dù sao loại khí trời này ra ngoài quả thực cũng là bị tội, tại phòng ngủ đánh chơi game không thơm sao. 5 giờ chiều, Tần Mặc thay quần áo khác, một thân cao xa xỉ triều bài thêm phối sức, sau cùng lựa chọn khối kia vừa mua hublock hình xăm nhị đại, cầm lên AMG GTR Pro chìa khóa chuẩn bị đi ra ngoài, dù sao cũng là người đồng lứa cục, vẫn là AMG GTR Pro càng thích hợp một số. Lão Tam ngươi chuẩn bị ra ngoài. Dương Tinh nhìn Tần Mặc lần này cách ăn mặc, thuận miệng hỏi một câu từng buổi tối bằng hữu tổ cái cục. Tần mặt đáp lại. Sách, ta xem như minh bạch cái gì gọi là ngợp trong vàng son sinh hoạt. Dương tinh đùa giỡn nói ra. Ha ha, cho nên ta có thể hiểu thành đây là độc thân cậu hâm mộ. Tần mặt nhạo bán đáp lại. Cười. Ta loại này cao chất lượng nam tính sẽ thiếu mụi tử. Dương tinh nhất thời không thể nhịn. Cho nên. Tần mặt hiếu kỳ nhìn hắn một cái. Khục, nhanh nhanh Dương tinh ra vẻ kiên cường nói. Hứ, ta còn tưởng rằng có kết quả đây. Tần mặt cho hắn dựng lên cái quốc tế hữu hảo thủ thế. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì lại mua khối hôn lót. Dương tinh chú ý tới tần mặt trên cổ tay cực kỳ khoa trương dày đâm xanh, nhất thời kinh ngạc, chẳng lẽ gia hỏa này tiền là sung sướng đậu. Trước cuối tuần mua, cảm giác cũng không tệ lắm, rất phù hợp ta giang tô, chiếc giang và thượng hải nam thần khí chất. Tần mặt cười nói. Không có tấm gương luôn có nước tiểu A. Ngươi chiếu chiếu được hay không A. Dương tinh đậu đen rau muốn một câu. Đi ngươi nha. Tần mặt cười mắng. Ha 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 ha. Kim Triết cùng Tô Thức cũng đều bật cười, nói thật, tần mặt sinh hoạt quả thực làm cho người rất hâm mộ. Chương 100, Quản lý tài sản sản phẩm. Bên cạnh muộn 5 giờ 40, tần mặt đến ẩn lư tủ lâu, đem xe ngừng tốt, cho Bạch Hạo phát đi tin tức, không đến 2 phút đồng hồ Bạch Hạo từ bên trong đi tới. Lão tần ngươi rốt cuộc đã đến, người đều đến đông đủ, liền chờ ngươi. Bạch Hảo ôm tần mặt bả vai đậu đen rau muốn nói. Sớm như vậy tần mặt kinh ngạc, không phải ước định 6 giờ sao? Vốn là định tại 6 điểm, ta cũng không nghĩ tới bọn họ tới nhanh như vậy. Bạch Hạo buông tay nói ra. Vậy chúng ta mau vào đi thôi. Tần mặt nói ra. Nhà này cổ pháp món cây tứ xuyên hoàn cảnh 10 phần lịch sự tao nhã, sửa sang cũng so sánh có đặc sắc, có loại cổ hương cổ sắc vắng vẻ, vô cùng có phong cách. Nghe nói tiệm này món ăn đều là cổ phương pháp sản xuất, liền danh sách đều là mời món cây tứ xuyên đại sư đến thiết kế thực đơn, chánh thức làm được trăm đồ ăn bách vị. Tần Mặc theo Bạch Hạo đi tới đã dự định tốt gian phòng, đủ để dung nạp 8 người, tiến vào gian phòng, ngoại trừ Vương Thần còn có 5 người ngồi ở bên trong, bất quá đều là nam. Lão Tần ngươi mặt mũi này có thể đủ lớn, để cho chúng ta đợi thật lâu a, à, chờ sau đó quán ba ngươi nhưng muốn nhiều uống vài chén. Vương Thần trực tiếp mở miệng trêu chọc. Không có ý tứ tới chậm, chư vị đảm đương. Tần Mặc không nói gì thêm ước định 6 giờ chính mình không có đến trễ loại này thấp tình thương, ngược lại trực tiếp thoải mái thừa nhận, cũng cười biểu thị là mình nồi hành động này trong nháy mắt thu được năm người khác hảo cảm tuy nhiên ước định tại 6 giờ nhưng những người khác đến đồng thời đã đang chờ ngươi lúc này thời điểm cũng không cần phải nếu nói nửa loại kia thấp tình thương dễ dàng nhận người phản cảm ha ha không có gì đáng ngại nghe thần ca nói huynh đệ là hàng thành phố người một vị nhìn qua so sánh thanh tú nam tử đứng lên nhiệt tình hô cho đủ mặt mũi tần mặt dùng hệ thống đơn giản nhìn xuống mấy người tin tức sau đó cũng cười đáp lại nói tần mặt chính tông hàng thành phố thổ dân vay một bồi mười Câu nói này trong nháy mắt khiến mấy người bật cười. Ta gọi Trương Minh Tuấn, ngươi là thần ca cùng hạo ca bằng hữu dĩ nhiên chính là ta bằng hữu, mọi người về sau có thể thường xuyên tụ họp một chút. Vị kia nhìn qua thanh tú nam tử chủ động giới thiệu nói. Không sai, lão tần ngươi không cần câu nệ, mấy cái này khờ phê đều là ta cùng vương thần chơi tương đối tốt anh em. Bạch hạo cười vỗ vỗ tần mặt bả vai. Nôn, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta câu nệ rồi. Tần mặt không khỏi đậu đen rau muốn. Ha ha ha, đến lão tần ta giới thiệu cho ngươi một chút lý thụy hách diệp chu hoành động bát bạch hạo cho tần mặt từ trái đến phải theo thứ tự giới thiệu dưới mấy người kia trong nhà thực lực đều rất đỉnh thiên phủ trên mặt nổi những cái kia xí nghiệp rất nhiều đều là mấy vị này trong nhà sản nghiệp có thể nói là rất có thực lực một nhóm nhị đại nguyên lai like đều là đại lão gà mờ rung lẫy bẫy. tần mặt trêu chọc nói tần ca ngươi quá khiêm nhường chuyện của ngươi ta đều nghe hạo ca nói có thế ước lượng hơn một nghìn vạn đến đến trường chỉ sợ ngươi mới thật sự là đại lão a trương minh tuấn vừa cười vừa nói liên quan tới tầng mặt mua xe chuyện đầu tư mấy người bọn họ cũng đã biết phỏng đoán cẩn thận tầng mặt thẻ lên nắm giữ ngàn vạn cái này cần gia đình thực lực nhiều hùng hậu mới có thể cho tầng mặt tùy thân một ngàn vạn tiền tiêu vặt cho dù là trên người bọn họ làm nhiều cũng bất quá thì chừng trăm vạn lưu động khoản mà thôi quả thực không thể đánh đồng ta hoài nghi ngươi ở bên trong hàm chúng ta chu hoành cũng vừa cười vừa nói nhìn qua tính cách không tệ không sai mấy người khác cũng đều đứng ở mặt trận thống nhất nghĩ không ra ta ẩn tàng sâu như vậy đều bị các ngươi đã nhìn ra. Tần mặt cười ha ha một tiếng, một chút không có giá đỡ, đều là người trẻ tuổi, cho nên mấy người rất nhanh hòa mình. Tối nay cũng là Trương Minh Tuấn tổ cục, hắn nhỏ trong thư muội tử thế nhưng là mấy người chúng ta bên trong nhiều nhất, lão Tần ngươi tối nay thật có phúc. Bạch Hạo nháy mắt ra hiệu nói ra. Thanh Minh một chút, hai ta không giống nhau, ta không phải là Sv A. Tần mặt chính nghĩa lẫm nhiên nói. Ngươi nói lời này ai mà tin A. À? 30 năm lão đông y đơn thuốc đều bị ngươi đoạt tới tay, ta nhìn ngươi đã sớm thân kinh bách chiến đi. Bạch Hạo làm sao có thể tin tưởng tầng mặt lời nói này? Đúng đấy, ngay thơ người thiết lập đã không nổi tiếng, bên này đề nghị ngươi biến thành người khác thiết lập. Vương thần cái này tất ở một bên bổ đao. Mấy người khác nhịn không được bật cười. Tần mặt biểu thị đây là nói xấu, tuyệt đối nói xấu. Phục vụ viên, mang thức ăn lên đi. Bạch Hạo nói một tiếng, sau đó ngồi xuống. Nhà này món ăn vị đạo tại thiên phủ đều rất có danh tiếng, chờ sau đó ngươi có thể thật tốt nếm thử. Bạch Hạo giới thiệu nói. Tần Mặc gật đầu, nghe thấy tiệm này tên liền biết, tuyệt đối là có ít đồ, hôm nay bữa cơm này vẫn như cũ là Bạch Hạo an bài. Không bao lâu, món ăn liền đã đi lên, sắc hương vị đều đủ. Đạo thứ nhất đồ ăn, cung bảo nước Pháp gan ngỗng, xem như nơi này nhất định sẽ điểm đồ ăn, nhìn qua có điểm giống cung bảo kê đinh, chỉ bất quá bên trong thịt gà biến thành gan ngỗng. Tần Mặc đơn giản nếm một chút, cảm giác rất non, gan ngỗng xử lý cũng rất tốt, không có một chút mùi tanh, khuyết điểm cũng là đồ ăn lượng quá nhỏ, một người một đũa chỉ thấy đấy. Ngay sau đó là sang nồi quế ngư, phu thê phổi mảnh, thịt kho tàu, thỏ con trai, nước sôi cải trắng. Đều là nơi này bản hiệu đồ ăn. Vị đạo tới nói, cùng trên thị trường những cái kia món cây tứ xuyên có khác nhau rất lớn, cũng không khó ăn, ngược lại rất nice, dù sao nơi này rất phù hợp tầng mặt khẩu vị. Từ từ ăn không nóng nảy, quán ba mở màn còn muốn một đoạn thời gian. Bạch Hạo nói ra. Nói hình như chúng ta chưa ăn qua cơm một dạng vương thần nhất thời nhịn không được bắt đầu đậu đen rau muốn lên. Ngươi im miệng đi, gió xoáy đũa, xe nâng miệng nói cũng là ngươi. Bạch hạo kinh bỉ nhìn hắn một cái. Tần mặt nhịn không được bật cười, cái này hình dung có thể quá làm, còn lại mấy cái anh em hiển nhiên là biết nội tình, cho nên cũng đều bật cười. Ngày ngươi bố khỉ nhi. Vương thần không phục giơ ngón tay giữa lên. Ha 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 ha. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, mãi cho đến 8 giờ 30 phút mới ăn hết, Bạch Hạo đứng dậy đi tính tiền, bữa cơm này ăn ba vừa không chỉ có là món ăn vị đạo, còn có mấy người không khí cũng so sánh hòa hợp, tần mặt cùng mấy người tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng rất trò chuyện tới. Sau 5 phút, Bạch Hạo trở về bắt chuyện mấy người, chuẩn bị rời đi, sau đó tần mặt mấy người đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Tần ca cũng ưa thích hôn lót cái này nhãn hiệu. Trương Minh Tuấn chú ý tới tần mặt thụ thương khối kia hình xăm nhị đại, thuận miệng hỏi một câu. Gọi ta lão tần liền tốt. Tần mặt đáp lại, sau đó cười nói, nhìn lão bạch mang theo khối kia không tệ, cho nên ta cũng cứ vậy mà làm một khối. Đúng dịp, ta cũng rất ưa thích hình xăm cái series này. Trương Minh Tuấn vương tay cổ tay, đồng dạng hình xăm hệ liệt, chẳng qua là cái đâm tuổi trẻ nhất đại đầy chui. Có thể. Tần mặt điểm tán. Ta cũng cảm giác Rolex rất tốt, còn có thích Royal OAK OFFSHORE hệ liệt. Vương thần tiếp cận tới nói. Người đó là mua đồng hồ. Rõ ràng là tại mua quản lý tài sản sản phẩm. Trương Minh Tuấn nhịn không được đậu đen rau muống.